Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong series video khoa học của Mobifone. Và trong video bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ để giúp các anh chị và các bạn có những cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và trở thành người bán hàng giỏi, đúng không ạ? Thế thì đặt ra câu hỏi là làm thế nào để trở thành một cái người bán hàng giỏi? Thì đó là người ta phải hiểu biết về cái lĩnh vực mà chúng ta đang kinh doanh, hiểu biết về sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh, hiểu biết sâu về dịch vụ. Ví dụ như là sản phẩm là gì, mức giá bao nhiêu, phù hợp với nhóm đối tượng nào, rồi thì những cái ưu nhược điểm, những cái tính năng, đúng không? Hiểu biết về đối thủ, đối thủ có những cái sản phẩm và dịch vụ tương tự hay không, mức giá so sánh như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ cần phải hiểu biết về thị trường, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái kỹ năng để mà chúng ta tư vấn, chăm sóc và bán hàng. Đấy, thì chúng ta biết những cái điều đó và chúng ta nắm rõ, nắm vững, đúng không ạ? Chúng ta nói giống như là tôi như này này, nói là liên tục, nói không ngừng nghỉ và không cần phải suy nghĩ, không cần phải ngập ngừng, thì rõ ràng là người ta sẽ đánh giá rằng là chúng ta có những kiến thức rất là chuyên sâu về về lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực về sản phẩm và dịch vụ trong cái ngành hàng mà chúng ta kinh doanh. Cho nên là về phía Mobifone thì các bạn cũng sẽ phải học những cái kỹ năng bán hàng rất là đầy đủ và cũng rất là có những cái vai trò là phải có trách nhiệm học cái điều đó. Đấy, hiểu rất sâu, hiểu rất rõ, chứ không phải hình như Mobifone có cái này, hình như Mobifone có cái khác nha. Chúng ta phải nhớ điều đó, chúng ta phải rất là dành, đúng không ạ? Chúng ta phải trở thành chuyên gia về sản phẩm đó, hiểu biết rất rõ về điều đấy, được chưa ạ? Thế sau đó thì chúng ta phải biết cách là nắm bắt được cái tâm lý khách hàng. Ví dụ như là họ sẽ đưa ra những cái từ khóa, họ đưa ra những câu hỏi, họ đưa ra những cái sự hoài nghi. Thế thì chúng ta phải phá băng tâm lý, đúng không ạ? Chúng ta phải tư vấn tận tình, chu đáo, chúng ta phải đeo bám một cách rất là khéo léo. Đấy, chứ chúng ta đừng có buông khách, đúng không ạ? Và chúng ta tạo ra những cái mối quan tâm chung với khách hàng. Đấy. Thì khách hàng thì nó sẽ có rất nhiều những cái nhóm khách hàng khác nhau, do cái sự phân bố về độ tuổi, sự phân bố về giới tính, sự phân bố về trình độ hiểu biết, về thu nhập, về nhu cầu đó. Thế nhưng mà nó sẽ có những cái điểm chung, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể khai thác. Và quan trọng tiếp theo đấy là chúng ta phải biết được khách hàng là thích cái gì, hạnh phúc về điều gì, ghét cái gì, đau đớn về điều gì, thì chúng ta không nên quên những cái điều đó. Đấy, và chúng ta thấy điều người ta thích thì chúng ta sẽ xoáy vào, chúng ta thấy những cái điều mà người ta yêu thích thì chúng ta sẽ đưa những cái thông tin đó, đúng không ạ? Và khi gặp những cái nỗi đau của khách hàng thì chúng ta phải xoáy sâu vào cái nỗi đau đó để làm gì? Để cho khách hàng họ càng cảm thấy phải lo lắng, cảm thấy là thất vọng, thì họ sẽ tìm đến mình như một cái giải pháp phao cứu sinh, đúng không? Và chúng ta bán sản phẩm dịch vụ là những cái bán cái sản phẩm dịch vụ hữu hình thôi. Còn về mặt thực tế thì chúng ta sẽ phải bán giải pháp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải bán cái lòng tin đấy, và chúng ta phải bán được một cái gọi là cái sự hài lòng với khách hàng. Thế còn bán sản phẩm và dịch vụ là đương nhiên nó là ở cái mức độ mà chúng ta hình dung, nó là cái level nó bình thường thôi nha. Khi tư vấn thì chúng ta phải trở thành người thân của khách hàng. Khi tư vấn chúng ta phải đặt lợi ích của khách hàng lên trên. Nếu như sản phẩm và dịch vụ không phù hợp thì có một số những quan điểm bán hàng này không nhất thiết là chúng ta phải tư vấn cho khách hàng, không nhất thiết là chúng ta phải bán cho khách hàng, và chúng ta có thể tư vấn cho họ sang những sản phẩm dịch vụ khác. Đó, đấy là điều quan trọng, đúng không? Và tiếp theo là chúng ta cũng có những cái kiến thức về xã hội sâu rộng khác, đúng không? Ngoài kiến thức về chuyên môn thì chúng ta phải có kiến thức về xã hội. Thí dụ như là nói chuyện với khách hàng về tình hình thời sự, nói chuyện với khách hàng về thể thao, về du lịch, về văn hóa, về món ăn, về cuộc sống, đúng không ạ? Về chăm sóc khách hàng, về chăm sóc con cái, về hạnh phúc gia đình, kiểu kiểu như thế. Thì chúng ta để mà trở thành một cái người bán hàng best seller thì chúng ta nên có những kiến thức như vậy, đúng không ạ? Và hiểu được cái mối quan tâm của khách hàng để chúng ta tạo ra được cái sự liên kết, tạo ra sự tin cậy và tạo ra sự thích thú. Đấy. Và chắc chắn rằng là khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có thể chia sẻ với chúng ta về những cái nội dung khác đó. Và chúng ta phải có những cái kỹ năng tư vấn bán hàng rất là chuyên nghiệp. Đấy. Từ việc là trao đổi, từ việc là phá băng, từ việc là tạo dựng lòng tin, rồi từ việc đến việc là bán hàng.
thì nó có một cái mô hình bán hàng nó gọi là mô hình 5B, 5 chữ bờ ấy, bê bò ấy. Đấy. Thì tôi gọi nó là mô hình bạn bàn ban bán bản. Đấy. 5 chữ B. Đấy. Chơi chữ tiếng Việt này. Bạn bàn ban bán bản. Đấy. Đầu tiên là phải làm bạn với khách hàng đã. Đấy, đầu tiên phải làm bạn, tức là chúng ta phá băng, chúng ta tâm sự, chúng ta gây ấn tượng, chúng ta kết bạn Facebook, Google, Zalo đi. Đấy, nên là chúng ta làm bạn, trò chuyện với họ đi nhá, không nhất thiết là phải bán ngay. Đấy, xong nó là bạn thì bàn, bàn đấy là bàn bạc. Đấy, thí dụ như là họ đăng Facebook về cái chủ đề gì đó, chúng ta vào chúng ta bàn bạc cùng. Họ đăng Zalo về cái chủ đề gì đó, chúng ta vào chúng ta comment cùng. Đấy, tạo cái sự tương tác, đúng không ạ? Hay là họ hỏi ý kiến, là họ bây giờ họ đi du lịch thì ở đâu, thì mình comment, chứ không phải là ồ đừng nghĩ đây là cái không phải việc của mình, đúng không? Mình càng comment, hay là con họ ốm, họ muốn làm có một cái lời khuyên là nên đi thăm khám bệnh viện nào, bác sĩ nào, thì chúng ta cũng có thể cung cấp cho họ cái số điện thoại của bác sĩ, có cung cấp cho họ cái số điện thoại của cái người quen của chúng ta là bác sĩ. Chúng ta cứ tạo trao giá trị đi, đúng không? Bạn bàn ở đây, bàn là bàn bạc, bàn thảo. Đấy, nhá. Ban, đúng không? Ban ở đây trong cái nghĩa là ban cho, ban tặng, ban ơn. Đấy, thế thì ví dụ mình có cái gì thì mình cứ cho đi. À, thầy Phan Anh có rất là nhiều sách, thầy Phan Anh có rất là nhiều tài liệu, thầy Phan Anh có rất là nhiều kinh nghiệm chuyên môn, vậy thì hãy chia sẻ, cho đi, đúng không? Hãy viết bài, hãy cho gửi file. Đấy, khách hàng mua iPhone thì họ cũng có thể cần kiến thức về nuôi dạy con, họ cũng có thể cần những cái sách về cho con trẻ, họ cũng có thể cần những cái kinh nghiệm để kinh doanh trong cái lĩnh vực nào đó, đúng không ạ? Hay là họ cũng cần những cái kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe, vậy thì mình có thể chia sẻ cho họ những cái tài nguyên như vậy, hoặc là mình cho họ những cái gói cước, cho họ những cái này, cho họ cái kia. Đấy, mình hy sinh một chút, đúng không? Thì như vậy là chúng ta sẽ gọi là mô hình bạn bàn ban bán. Đấy, bây giờ thì chúng ta bắt đầu bán được rồi. Đấy, sau đó thì chúng ta bán hàng cho khách hàng, chúng ta chăm sóc khách hàng để chúng ta lại tiếp tục nâng cao cái tình bạn và biến bạn bè, biến khách người lạ thành thành người quen, biến người quen thành người thân, đúng không ạ? Biến người thân thành tri kỷ. Và trong kinh doanh bây giờ nó là như vậy đấy ạ, và tất cả đều phải dựa trên lợi ích của khách hàng nhá, kết hợp với cái tâm lý của chúng ta là những cái người mà chúng ta sẵn sàng là chia sẻ, sẵn sàng là trao đổi và sẵn sàng là trợ giúp 247, đúng không? Đấy. Và sẵn sàng từ chối kể cả những cái điều kiện mà cảm thấy không phù hợp. Đấy. Đấy. Luôn luôn là nhiệt tình, chân thành và đặt lợi ích của khách hàng lên trên, đúng không? Đấy. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải học hỏi liên tục, bởi vì bây giờ thì bán hàng nó phức tạp, khách hàng thì thay đổi rất nhanh, công nghệ thì cập nhật liên tục. Đấy, ngày xưa là 20 năm trước thì làm gì có điện thoại, thế nhưng bây giờ là iPhone, Samsung rất là nhiều, máy tính, internet gần như là mọi người cũng không cả gặp nhau nữa, hành vi thay đổi, suy nghĩ thay đổi, tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng thay đổi, thế thì người bán hàng cũng phải thay đổi, đúng không? Vâng. Và chắc chắn rằng là người bán hàng thì cũng cần phải có những cái kỹ năng, có cái tư duy và có những cái khả năng đa nhiệm giống như một hệ điều hành, đúng không ạ? À, tức là chúng ta sẽ xử lý được nhiều công việc cùng một lúc đó. Thế nhưng mà tất cả những cái điều đó là dựa trên những nguyên tắc là chúng ta cần phục vụ khách hàng, đấy, những cái sản phẩm và dịch vụ chất lượng, giá bán tốt, chăm sóc khách hàng sau bán tốt, đúng không ạ? Hỗ trợ khách hàng hết sức hài lòng, đấy. Và chúng ta cần phải có những cái kỹ năng giao tiếp, đúng không? Kỹ năng giao tiếp ở đây là bao gồm là từ ăn, nói, đi, đứng, đầu tóc gọn gàng, à, rồi thì các cái hành động cử chỉ, à, rồi thì cái những cái tài nguyên, tài liệu bán hàng như là phần mềm, như là app, như là sale kit, à, bộ công cụ bán hàng rất là tốt. À, thì với những cái tinh thần như thế, đúng không ạ? Tinh thần cầu cầu thị, chúng ta cũng rất là mong muốn phát triển, à, và muốn mở rộng được cái mạng lưới của chúng ta cũng như là kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Thì chúng ta có thể làm. Và chúng ta phải xây dựng cái đội nhóm bán hàng của chúng ta. Chúng ta có thể là một cá nhân nhưng mà chúng ta tìm thêm cộng tác viên khác, tìm thêm những cái đại lý khác và mở rộng cái quy mô của chúng ta ra, mở rộng cái thị trường của chúng ta ra. Chúng ta có thể biến khách hàng thành cộng tác viên, chúng ta có thể biến khách hàng thành người mua hàng, đúng không? Rất nhiều cách rất là tốt như vậy để chúng ta có thể làm. Đấy, và sau đó thì chúng ta phải xây dựng đội nhóm, đào tạo đội nhóm, duy trì đội nhóm, có mục tiêu, có văn hóa đội nhóm, đúng không? Có cam kết đội nhóm, có sự chia sẻ kiến thức, sự chia sẻ về trách nhiệm, có sự cam kết về thời gian và tiền bạc, đúng không? Và thường xuyên giao tiếp giữa các thành viên,
có khó khăn gì thì nói, đúng không ạ? Rồi thì hành động đó. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái phần mềm để mà chúng ta hỗ trợ cho nhóm. Chúng ta phải giám sát các hoạt động của nhóm để đảm bảo chất lượng, để tránh xung đột. Vì người Việt mình làm việc nhóm là rất hay xung đột, đúng không? Xung đột về lợi ích, xung đột về quyền lợi, xung đột về phương pháp làm việc, phong cách. Người Việt mình cũng rất hay đặt đề cao cái tôi đó, đúng không? Thì không biết lắng nghe ý kiến của người khác, suốt ngày là chỉ chê bai thôi. Đấy, thế thì như thế thì chúng ta sẽ không thể làm được, không thể làm được, và nhóm của chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể bùng nổ được. Thế mà chúng ta cứ đi cày một mình mà chúng ta không có nhóm thì nó cũng rất là khó. Đấy, nhá. Và chúng ta sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và đưa ra các quyết định đúng đắn. Đấy. Và chúng ta đưa ra các ý kiến và sau đó thì chúng ta sẽ kết luận và chúng ta sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp đó. Vỗ tay, hoan hô. Đấy, chúng ta thưởng, đúng không ạ? Chúng ta khen. Đấy, chúng ta thừa nhận cái sự đóng góp của những cái nhóm, của những cái thành viên trong nhóm tốt, đúng không? Đấy, và đặc biệt là trong nhóm thì nó phải có tính cam kết, tính kỷ luật. Đấy, kỷ luật là ngày giờ đúng hẹn, đấy, rồi thì chính xác, đúng không? Và phải làm theo, làm đúng. Thì như vậy nó sẽ tạo được cái nhóm hết sức là tích cực các bạn nhé. Thế thì một số những cái kỹ năng để rèn luyện nhóm như sau. Bước 1 là chúng ta tạo nhóm, chọn nhóm, lựa chọn thành viên phù hợp, đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ khai thác những cái tính cách cũng như là sở thích, sở trường, sở đoản của thành viên trong nhóm. Sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng quy chế nội quy của nhóm, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể là phát triển những cái ý tưởng để mà tạo dựng cái văn hóa, để từ đó thúc đẩy cái sự khám phá của từng thành viên và của cả nhóm đấy. Và sau đó là ổn định nhóm và phát triển và hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau trong nhóm, hợp tác và dung hòa những cái vấn đề. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ hoàn thiện nhóm và chúng ta đi chiến đấu, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phân công vai trò của từng người trong nhóm và hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như tôi bận thì các bạn phải xông lên, và tôi sai thì tôi sẽ phải nói, tôi phải nhận lỗi với các bạn, và các bạn cũng sẽ phải suy nghĩ thấu đáo và các bạn phải hành động và ra kết quả, đúng không? Thế thì khi mà xây được một cái nhóm có nhiều thành viên và các thành viên đều tích cực, có kỷ luật, có cam kết, có văn hóa tốt thì chúng ta sẽ bán được hàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi lên, cùng nhau mạnh. Thì trên mạng nó có cái câu là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng nhau, đúng không? Ok, thế thì trên đây là một số những cái gợi ý cơ bản nho nhỏ thôi cho các anh chị và các bạn về kỹ năng bán hàng, để giúp các anh chị các bạn xem xét lại những cái vấn đề đó, cộng với là đó là các cái kỹ năng xây dựng nhóm, đội nhóm để phát triển đội ngũ cộng tác viên cho mình nhá. Vâng, ok, một lần nữa là xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.